Thưa quý vị, thời gian gần đây, số ca mắc mới COVID-19, số ca phải nhập viện, số ca nặng đang có chiều hướng gia tăng. Bộ Y tế cho biết, qua đánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong, có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Vừa qua, Việt Nam ghi nhận 3.241 ca COVID-19, tăng 832 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Đáng chú ý, trong ngày có 4 bệnh nhân tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong khoảng 3 tháng qua tại nước ta. Hiện có 137 bệnh nhân nặng đang điều trị, tăng 46 trường hợp so với ngày trước đó. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Hương Liên cho hay, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tiếp tục theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của biến thể mới. Bộ Y tế đề nghị tăng cường truyền thông, tiêm vaccine cho người dân. Để giảm nguy cơ chuyển nặng, hạn chế tối đa tử vong và bảo vệ các đối tượng nguy cơ trong các cơ sở khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tăng cường biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối điều trị COVID-19 cần theo dõi, đánh giá lâm sàng các ca bệnh COVID-19 nặng nhập viện hiện nay, gửi xét nghiệm giải trình tự gen để đánh giá mức độ nặng, nguy kịch, báo cáo Bộ Y tế để xem xét điều chỉnh các hướng dẫn chuyên môn.